Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán lý hóa từ lớp 1 tới lớp 12. Các em nhớ đăng ký kênh Thầy Liêm để xem những video clip bài giảng tiếp theo. Trong video clip này thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5 trang 139 phần luyện tập nha. Giờ mình sẽ qua câu làm bài số 1 trước nha. Một con đà điểu khi càng có thể chạy được 5.250 m trong 5 phút, tính vận tốc chạy của đà điểu. Giờ như vậy người ta cho mình cái gì? Một con đà điểu khi càng có thể chạy được 5.250 m. Đây là quãng đường đúng không? Quãng đường mà con đà điểu đã chạy. Giờ trong 5 phút, đây là thời gian chạy của nó. Giờ người ta kêu mình tính vận tốc chạy của đà điểu. Như vậy mình nhớ công thức là tính vận tốc bằng gì chia gì nè. Rồi. Bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 nha. Giờ bài số 1 người ta yêu cầu mình tính vận tốc chạy của đà điểu. Như vậy mình trả lời lời giải của mình sẽ là vận tốc chạy của con đà điểu là, mình lấy quãng đường nha, 5.250 m, mình chia cho thời gian là 5 phút nha. Như vậy là 5.250 chia cho 5. Như vậy mình sẽ chia 5, chia 5 được 1, 2 chia 5 không được bằng 0 nha. 25 chia 5 được 5, 0 chia 5 cũng bằng 0. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 1.050 và đơn vị là mét trên phút nha. Quãng đường là mét, thời gian là phút, thì đơn vị của vận tốc sẽ là mét trên phút nha. Giờ đáp số sẽ là 1.050 m/s. Giờ bài số 1 này có em nào làm đáp số có lời giải và đáp số giống thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình qua tiếp bài số 2 luôn nha. Giờ mình qua bài số 2 nha. Viết vào ô trống theo mẫu. Giờ người ta cho S là quãng đường đúng không này, 130 km. T là thời gian là 4 giờ. Mình tính rồi sẽ tính vận tốc nè. Mình nhớ là tính vận tốc bằng quãng đường chia thời gian đúng không nè. Như vậy mình lấy 130 chia cho 4 thì kết quả sẽ là 32.5 km/h ha. Đơn vị vận tốc là phụ thuộc vào đơn vị của quãng đường và thời gian. Nếu quãng đường là km, thời gian là giờ thì đơn vị của vận tốc sẽ là km trên giờ nha. Giờ mình sẽ tính những ô còn lại nhé. Như vậy là mình có quãng đường là 147 km, thời gian là 3 giờ. Bây giờ mình tính vận tốc thì vận tốc sẽ lấy quãng đường chia thời gian đúng không? Đây cũng vậy. Đây là quãng đường là 210 m, thời gian là 6 giây. Như vậy mình lấy quãng đường chia thời gian và đơn vị đây sẽ là mét trên giây đúng không nào. Còn đây mình có quãng đường là 1.014 m và thời gian là 13 phút. Như vậy mình lấy quãng đường chia thời gian và đơn vị ở đây là... Bài 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm bài 2 nha. 147 km, quãng đường là 147 km, thời gian là 3 giờ. Như vậy mình sẽ tính vận tốc đúng không? Ở dưới đây sẽ tính vận tốc. Như vậy mình sẽ lấy 147 chia 3. 47 trước hết mình sẽ lấy 14 chia 3 trước đúng không? 14 chia 3 được 4, 4 nhân 3 12, 14 trừ 12 được 2 đúng không? 7 đem xuống. 27 chia 3 được bao nhiêu nè? Được 9 đúng không? Như vậy kết quả ở đây sẽ là 49 nha. Như vậy là kết quả mình sẽ viết ở đây sẽ là 49 km/h đúng không nè? Đúng không? Có em nào giống kết quả của thầy không nha? Mình sẽ qua tiếp cột kế bên nha. Quãng đường là 210 và thời gian là 6 giây, mình sẽ lấy 210 chia cho 6 nha. Giờ bây giờ mình tính qua ô kế bên, mình sẽ lấy 210 và chia cho 6. Lấy 21 chia cho 6 trước đúng không? 21 chia 6 được 3. 3 nhân 6 bằng 18. 21 chia 18 cộng 3 đúng không? 3 số 0 này đem xuống là 30. 30 chia 6 được 35 đúng không nè. Như vậy 210 chia cho 6 được 35. Như vậy mình sẽ viết vô những ô này sẽ là
35 và đơn vị đây sẽ là mét trên giây đúng không? Quãng đường, đơn vị của quãng đường là mét, của thời gian là giây, thì đơn vị của vận tốc lại sẽ là mét trên giây đúng không nè? Rồi mình sẽ qua tiếp một cái bên nha. Quãng đường là 1014 m và thời gian là 13 phút. Như vậy mình lấy 1014 chia cho 3 nha. Giờ bây giờ mình sẽ tính ok cái bên nha. 1014 mình chia cho 3. Như vậy là mình sẽ lấy 101 chia cho 13 được 7 đúng không? 7 nhân cho 3 là 21. Quý 1 nhớ 2. 7 nhân 1 là 7, với 2 là 9. Như vậy 101 trừ cho 91 thì còn lại là 10 đúng không? Giờ số 4 này đem xuống là 104. 104 này mình chia tiếp cho 13 được 8 nha. Như 8 nhân 3 là 24, quý 4 với 2, 8 1 8 với 2 là 10. Như vậy 104 trừ 104 hết nha. Như vậy kết quả ở đây sẽ là 78 đúng không nè? Giờ như vậy mình viết vô cái ô này sẽ là 78 mét trên phút nha. Quãng đường là mét, thời gian là phút, thì đơn vị của vận tốc sẽ là 78 mét trên phút. Giờ bài số 2 này có em nào làm đúng với kết quả của thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Rồi như vậy bài 2 này cũng tương đối dễ đúng không? Mình sẽ qua tiếp bài 3 luôn nha. Giờ bài 3 này người ta yêu cầu mình tính cái gì nè? Giờ bài số 3 của mình là quãng đường AB dài 25 km, trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô. Giờ như vậy là người này đi từ A đến B, đoạn đường AB dài 25 km, như vậy là quãng đường đi AB nha. Một người đi bộ 5 km sau đó đi ô tô như hết nửa giờ. Tính vận tốc của ô tô. Như vậy người ta kêu mình tính vận tốc ô tô. Như vậy trước hết mình sẽ tìm quãng đường của ô tô đúng không? Như vậy mình lời giải thứ nhất là quãng đường người đó đi ô tô là, mình sẽ tính quãng đường của người đó đi ô tô thì bằng 25 km trừ đi 5 km đã đi bộ rồi đúng không? Mình sẽ cho kết quả là quãng đường người đó đi trên ô tô đúng không? Giờ có quãng đường đi trên ô tô, giờ sau đó mình sẽ tính vận tốc của ô tô đúng không? Vận tốc ô tô thì bằng quãng đường đi ô tô chia cho thời gian đi ô tô thì ra kết quả đúng không nè? Giờ bài 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có giống hay không nha. Giờ bây giờ thầy sẽ làm bài 3 nha. Và bài số 3 này người ta nói quãng đường AB dài 25 km, trên đường đi từ A đến B thì người đi bộ đi 5 km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ. Tính vận tốc của ô tô. Như vậy mình muốn tính vận tốc của ô tô thì mình phải tính được quãng đường người đó đi trên ô tô đúng không? Giờ như vậy quãng đường t ô tô thì sẽ bằng 25 km này trừ đi 5 km đã đi bộ rồi ha. Giờ lời giải thứ nhất của mình sẽ là quãng đường người đó đi ô tô là lấy 25 trừ đi 5, kết quả là 20 km đúng không nè? Giờ sau khi có quãng đường nha, mình cũng có thời gian rồi nè, thời gian đi trên ô tô là nửa giờ đúng không? Có thời gian, có quãng đường thì mình sẽ tính được vận tốc của ô tô đúng không? Như vậy là vận tốc của ô tô. Giờ như vậy là giải thứ hai sẽ là vận tốc của ô tô là mình lấy quãng đường là 20 km chia thời gian nửa giờ đúng không? Nửa giờ là 1/2 giờ đúng không? Rồi 20 chia 1/2 chia bằng nhân đảo ngược phân số thứ hai đúng không? Như vậy sẽ là 20 nhân cho 2 chia cho 1, 20 nhân 2 là 40, chia 1 bằng là 40. Đơn vị vận tốc đây là km trên giờ nha. Quãng đường là km, thời gian là giờ nên vận tốc sẽ là km trên giờ. Như vậy đáp số của bài 3 này sẽ là 40 km trên giờ. Giờ cái bài 3 này có em nào có lời giải và đáp số giống thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài 4 luôn nha. Giờ mình qua bài bài số 4 nha. Một cano đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường là 30 km. Tính vận tốc của cano. Giờ như vậy mình muốn tính vận tốc của cano thì người ta cho quãng đường vậy đúng không? Đây là thời gian từ đến
Như vậy mình sẽ tính cái khoảng thời gian cano đi đúng không? Như vậy là dạy thứ nhất của mình sẽ là thời gian cano đi từ quãng đường đi được quãng đường là 30 km là nhé. Rồi như vậy mình lấy 7 giờ 45 phút trừ đi 6 giờ 30 phút mình sẽ được cái thời gian đi quãng đường 30 km của cano đúng không? Rồi có quãng đường có thời gian mình sẽ tính được vận tốc của cano đúng không nè. Giờ bài số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Rồi thầy sẽ làm bài số 4 nha. Như vậy là dạy thứ nhất của mình sẽ là thời gian cano đi được quãng đường 30 km là mình sẽ lấy 7 giờ 45 phút trừ đi 6 giờ 30 phút đúng không nè. Giờ như vậy là 7 giờ 45 phút trừ 6 giờ 30 phút, mình thấy là số phút bên đây lớn hơn số phút bên đây, như vậy mình cứ trừ bình thường đúng không. 45 phút trừ 30 phút thì bằng 15 phút, 7 giờ trừ 6 giờ là 1 giờ, như vậy kết quả ở đây là 1 giờ 15 phút. Giờ 1 giờ 15 phút này mình sẽ đổi qua giờ luôn nha. Giờ 1 giờ 15 phút thầy sẽ đổi qua giờ ở ngoài nháp trước nha. Giờ 1 giờ 15 phút phút này muốn đổi qua giờ thì mình phải chia cho 60 đúng không? Như vậy đây sẽ bằng 1 cộng cho 15 chia cho 60. 15 phần 60 này mình sẽ rút gọn chia tử và mẫu cho 15 đúng không? 15 chia 15 cộng 1, 60 chia 15 được 4 đúng không? Giờ như là 1 cộng viết lại. 1 cộng cho 1 phần 4. 1 này mình viết là 4 phần 4 nha. Như vậy 4 cộng 1 là 5. Số 4 viết lại như vậy kết quả là 5 phần 4 giờ nha. Giờ như vậy mình viết đây là 1 giờ 15 phút, mình viết tiếp là bằng 5 phần 4 giờ luôn nha. Giờ như vậy mình sẽ tính tiếp. Lời giải thứ hai người ta kêu mình tính vận tốc của cano. Như vậy lời giải thứ hai sẽ là vận tốc của cano là mình lấy quãng đường 30 km này chia cho thời gian là 5 phần 4 giờ. 30 chia 5 phần 4. Giờ chỗ này là mình thấy là chia bằng nhân nghịch đảo đúng không? Mình nhẩm luôn nha. 30 chia 5 phần 4 thì có nghĩa là 3 bằng 30 nhân 4 chia 5. 30 nhân 4 là 120 chia cho 5 bằng 24. Giờ đơn vị quãng đường là km, thời gian là giờ, như vậy vận tốc sẽ là km trên giờ. Như vậy kết quả cuối cùng mình sẽ là 24 km trên giờ đúng không nè. Rồi như vậy là cái bài 4 này có em nào làm giống với kết quả của thầy hay không? Nếu mình làm đúng thì để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Video clip đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào video bài giảng lần sau. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.